Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Và trưa nay thì một cây xà cừ có đường kính lớn bất ngờ bật gốc đè sập một mảng tường rào của tòa nhà số 40, đường Bảo huyện Thanh Quan, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 15 phút, người dân nghe nhiều tiếng động lớn, rồi bất ngờ phát hiện cây xà cừ cổ thụ đường kính hơn 1 mét, cao trên 20 mét bật gốc, đổ ập vào tòa nhà số 40, đường Bảo huyện Thanh Quan. Tại hiện trường, đoạn tường rào dài hơn 5 mét bị sập hoàn toàn. Thân cây xà cừ nằm gọn hết bên trong khuôn viên của tòa nhà. Rất may lúc xảy ra vụ sập, hiện trường vắng người qua lại, lực lượng chức năng và nhân viên công ty cây xanh thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt để thu dọn hiện trường. Tuy nhiên do cây lớn nên đến chiều nay công tác khắc phục vẫn đang được tiến hành. Trước đó vào chiều tối qua, hàng loạt cây xanh trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân cũng bất ngờ bật gốc rồi đổ xuống đường, gây khó khăn cho việc lưu thông. Theo người dân, thời điểm cây đổ có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh. Những cây này có đường kính nhỏ vừa mới được trồng lại khi đại lộ Võ Văn Kiệt hoàn thành. Và đến sáng nay thì các công nhân công ty cây xanh vẫn tiến hành cưa cắt và thu dọn hiện trường.